nhanh trái, đi nhanh phải. Đi nhanh trái, đó, đi nhanh phải. Khi các bạn lùi thì đèn sau sẽ sáng đèn đỏ, đó. Mà trước cũng vậy, khi các bạn tiến thì cái đèn giữa nó sẽ sáng. Vâng, xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn mẫu sản phẩm mới, đó là xe điều khiển Land Rover ha, D90S. Thì cái mẫu sản phẩm này á, đó là cái phiên bản mới của dòng D90S ha. Tức là nó, khi các bạn nhìn vô các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ có một cái dàn đèn phía trên nữa ha, 5 cái đèn đó. Còn cái mẫu cũ thì nó không có đèn ở đây ha. Rồi, thì pin của cái mẫu sản phẩm này là sử dụng pin 7.4 1200mAh đó. Đây là phần dưới của cái xe này ha, hai cầu nhông bên trong bằng nhông kim loại nha các bạn. Và đặc biệt cái mẫu mới này á, thì ở những cái khớp nối này nè đó, thì hãng đã thiết kế là những cái khớp nối chi tiết này là chúng ta có thể dặn ốc tháo ra để có thể thay cái khớp nối khác ha. Hoặc là khi bị hư hỏng hay gì chúng ta sẽ tháo ra một cách dễ dàng. So với cái mẫu sản phẩm cũ á, thì nó sẽ không có cái những cái con ốc bắt ở đây. Nhưng mà cái dòng này hiện tại bây giờ, cái dòng mới á, thì nó cũng đã thiết kế như cái mẫu sản phẩm này rồi. Những này chúng ta bắt ốc nè, ví dụ chúng ta muốn tháo cái cục trục cát đăng này ra thì chúng ta chỉ cần nhận hai ốc này chúng ta lấy trục cát đăng ra ha. Còn này là mẫu cũ, này là mẫu của khách lâu rồi ha. Mình cho các bạn xem là ở những cái phần này thì nó sẽ không có chỗ bắt ốc ha. Thì nó dán keo dính luôn vô cái cốt nên là mỗi lần chúng ta sửa chữa gì rất là khó khăn ha. Cũng như xe này nó bị tuột nhông này, ở đây mình chế lại mình cũng bắt ốc như vậy ha, cho nó chắc chắn nè. Này là phiên bản cũ lâu rồi à, nhưng mà mẫu mới thì nó đã thay đổi ha, cải tiến hơn một chút rồi. Ở đây sẽ là cái công tắc nè, thì các bạn khi bạn gắn pin vô thì chúng ta sẽ bật công tắc on ở đây. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có cục pin 7.4 1200. Thì về các bạn vui lòng chúng ta sạc đầy trước khi chơi, ở đây chúng ta sẽ có cái USB sạc nè. Còn những cái này là những cái phụ kiện về nhà chúng ta gắn vô ha, như là gạt nước, đèn vân vân. Đó, khi ta gắn vô sẽ như chiếc này nè, đó, gạt nước, đèn các kiểu. Thì ta dán vô. Ngoài ra nếu bạn xe đẹp hơn thì chúng ta sẽ dán những cái tem này vô ha, thì xe chúng ta sẽ nhìn nó đẹp, ngầu hơn. Rồi, pin sẽ gắn ở đâu? Thì bạn để ý phần nắp cái pin ngoài trước nè. Chúng ta sẽ gắn pin vào đây ha. Đó, ta để pin vào. Đó, chúng ta bóp lại ha. Cái che này phần sau thì chúng ta sẽ có thêm một cái bánh dự phòng nữa, khi mà bạn lỡ bị hư hay gì đó thì chúng ta sẽ có bánh khác thay thế ha. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ mở cái remote lên cho bạn xem. Đây, remote này chúng ta bật lên, không gắn 3-4 cục pin tiểu ở đây. Ta bật on lên, đèn nhấp nháy ha. Đây có công tắc, ta bật lên. Ok, đứng đèn là kết nối. Ở đây bạn sẽ để ý là khi mình rẽ trái hoặc rẽ phải thì nó sẽ có xi nhan trái phải. Xi nhan trái, xi nhan phải. Đây là phần phía sau ha, xi nhan trái, xi nhan phải. Khi các bạn lùi thì đèn sau sẽ sáng đèn đỏ. Đó. Ngoài trước cũng vậy, khi các bạn tiến thì cái đèn giữa nó sẽ sáng. Đó. Đó, và chúng ta có điều tốc nhanh chậm ha. Các bạn để ý ở phía trên sẽ có đèn led ha. Thì cái đèn led này khi bạn nhấp ga thì đèn led nó mới sáng lên. Đó. À, rất là đẹp ha. Đó. Các bạn buông ga ra thì đèn led sẽ tắt. Thì đó là chế độ tiết kiệm pin ha. Xe này lái sẹt vô nên chúng ta quẹo cua lớn cua nhỏ được ha. Đó, trái phải. Cái nút này là nút chỉnh chỉnh cái cua lái nè. Tức là chỉnh cho bánh xe của bạn chạy thẳng, khi bạn bóp cò mà chúng ta chưa có quẹo trái quẹo phải mà bánh xe nó bị lệch quẹo trái lệch qua phải thì chúng ta sẽ chỉnh bằng cái nút này cho xe nó cân bằng ha, chạy thẳng về phía trước. Đó. Thì đó là mẫu sản phẩm D90S mình giới thiệu bạn ha. Mẫu sản phẩm này nó màu vàng. Đó. Thì chúng ta không sử dụng chúng ta vui lòng tắt không tắt xe, tắt điều khiển ha. Đó. Thì để sạc pin thì bạn sau khi chơi xong thì bạn nghỉ tầm 15 phút thì bạn sẽ sạc pin ha. Sạc pin đầy chúng ta cũng nghỉ 5-10-15 phút đó, thì chúng ta gắn vô xe chúng ta hoạt động chơi tiếp. Đó. Thì nếu các bạn quan tâm mẫu sản phẩm này á, thì bạn có thể truy cập vào website trực tuyến asen.vn và gõ một từ khóa là D90SL là giải led trên đây nè. Hoặc các bạn có thể click vô đường link bên dưới phần mô tả video, thì mình khi bạn click vào sẽ có ra hình ảnh đầy đủ của mẫu sản phẩm xe này, thông tin chi tiết ha. Thì các bạn có thể tham khảo đặt hàng mẫu D90S loại có đèn led ở trên, hoặc mẫu sản phẩm D90S loại này ha, không có đèn led cũng được, mẫu nào cũng được. Đó.
Và bạn đừng quên like và subscribe kênh, mình sẽ luôn luôn có nhiều một sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.